Ok, thì đây mình giới thiệu cái mẫu mạch HA862 nguồn sung ha. Đây, thì mẫu này một số anh em đã sử dụng qua rồi ha. Thì tuy nhiên ở đây là mẫu mới ha, mẫu mới vì bo mạch bên trong là bo mạch mới ha. Ok chưa, HA862 nguồn sung, kích thước của nó là 9.5 x 25, có nguồn sung. Nguồn sung đã cấp điện nguồn 220 để hoạt động trực tiếp hoặc là dùng sử dụng bình ắc quy ha, ICLCS 862PE 80W. Thì đối với cái dòng mạch này á, thì sử dụng cho lo 3 tấc đơn hoặc là 2 tấc đôi. Ok, thì ở đây mình đang tiến hành test trên cái lo bát 3 tấc, bát HA862 nè, bát chiên ha. Ok chưa? Rồi, đối với cái dòng mạch mẫu mới này thì bát nó sẽ đánh mạnh ha, keo cơ mượt ha. Thì đối với dòng mạch mới này mình sẽ cho kéo chấp 250 ha, nói chung đầy đủ hết. 3 đường tiến. Nè, đang lắp bình đây. Ok chưa? Eco mic phone, chép bass ha. Một cổng mic, một cổng guitar. Còn lắp micro không dây. 5V. Thì ở đây cho phép mình lắp 8V, mic 8V hoặc mic 5V đều được hết. Đây, đây phần lắp mic, lắp led nhé theo nhạc 12V. Ok, đang tiến hành lắp bình nè. Rồi, đang gắn micro không dây nè. Đây sử dụng micro UHF ha, cassette tần số ha, 9 âm lượng mic này, mic loại tốt, âm thanh tốt ha. Đây, mình thử tiếng micro coi thử nó có mượt hay không ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7. Ok, thì cái tiếng micro nếu anh em nào mà đã từng sử dụng mẫu mạch cũ á ha, mẫu mạch trước đây á, thì cái tiếng micro lúc này là cải thiện hơn rất nhiều. Bass nó sẽ đánh mạnh hơn, mình sẽ test nhạc cho các anh em xem. Tiếng micro nữa. 1 2 4 5 6. Ok. Ok, thì đối với dòng mạch này thì cho phép các anh em sử dụng là lo 3 tấc đơn ha, quýnh căng ha, đối với bass HA quýnh căng luôn, hoặc là 2 tấc đôi đều được hết, ngõ ra một kênh, đây ngõ ra một kênh đây. Thì đối với cái dòng lo 2 tấc thì mình sẽ mắc ok hết, đều được hết ha, đây, bên trong bao mà. Ok, mình kết thúc video tại đây.